Ô, ba đang làm gì ấy? Con là cá. À, con chơi với cát à? Con cho cát vào trong ống cho nó nặng à? Để giữ trên bàn à? Ô, ba lắp lắp ghế vào nhanh, lắp chân vào bàn. Bàn màu gì? Ô, ba bàn màu gì? Ô, ba bàn màu gì? Mặt bàn màu vàng. Chân bàn màu gì? Chân bàn màu xanh. Vậy là con đã lắp xong cái bàn, bây giờ mình mang đi rửa bàn nào nhanh. Mang đi rửa bàn học xong mình học nhé. Rồi bê bàn xuống nước nhanh. Bây giờ bạn phải đổ cát ra ngoài thì nó mới sạch được chứ. Nó mới chắc được chứ, không phải đổ cát ra ngoài con úp xuống. Đổ cát ra ngoài đi. Đổ cát cái chân cát này này, chân ống này này. Đổ hết cát ra ngoài đi. Đổ cát ra. Ừ. Đổ cát này ra ngoài đi. Nhanh lên rồi mang đi rửa nào. Ừ. Nhanh lên nào. Rồi đi rửa mặt bàn nào. Bê bàn ra ống nước rửa bàn nào. Rồi, cái bàn này chúng ta rất là thú vị nha. Có cả nam châm nhá. Rồi mình sẽ cùng khám phá cho cái mình rửa sạch đi nhá. Đây vòi nước đây. Vòi nước à? Đây, mang lên vòi nước đây. Lật ngược lại. Lật ngược lại rửa bàn nào. Rửa nào. Qua làm gì ấy? Đừng rơi ấy. Mang đây con. Ô ba. Ừ, mang ra đây. Lắp vào nào. Đây mình sẽ rửa. Ngắn chặt vào nào. Rồi. Thôi được rồi, lật ngược lại. Cát cấn này, cát trong. Có nhiều cát cấn ở trong à? Có. Đổ cát ra. Rồi, bạn thao tác nhanh chóng nhá. Hết cát rồi. Hết cát rồi à? Rồi, lật ngược lại nào. Vậy là mình còn thiếu một cái chân trống. Ô ba đã vứt ở đâu đó đúng không? Ô ba lật ngược lại nào. Rồi, lại đổ rồi. Ồ. Ồ, có tiếng chó sủa. Có chuyện gì thế nhỉ? Ai đang đến thế nhỉ? Wow. Quá. Ba xây bàn lâu thế. Rồi, ba rửa bàn nào. Ba xả nước ra nào. Ba lấy tay à? Lấy bàn chải đâu nhỉ? Bàn chải trên thành này này. Đằng sau lưng con này. Ba bàn chải từ sau lưng của ba này. Mong mình lấy giúp con nhé. Con cọ mạnh tay lên nào. Rửa mạnh mẽ lên nào. Cọ mạnh những vết đen bẩn đi nào. Rửa tay à. Đây bẩn quá, con cọ sạch đi. Bá Hoa gửi món đồ từ Hàn Quốc về cho con à? Nó còn có cái bút nữa mà nhờ đúng không? Mặt của mommy.
cọ mạnh tay lên nhá. Và làm đều tay quá. Còn những cái góc rìa nữa này, rất là bẩn ở những cái rìa này này. Cọ mạnh tay lên. Đây này. Đúng rồi. Bẩn quá à, phải cọ sạch đi nhá. Cọ sạch đi. Cọ sạch những cái núm lâm châm này đi nhá, để mình học đếm số nhá. Rồi, vậy là sắp sạch rồi đấy. Lấy bàn chải cọ những cái vết đen này nữa này. Cọ mạnh nhá. Mẹ giúp con nhá. Không cho. Ờ, con tự con muốn làm à? Ồ, tốn nước quá. Tốn nước quá. Dựng lại trên bàn đi. Rồi. Bàn đã tương đối sạch rồi đấy. Bàn bẩn. Bàn bẩn à, vậy con dọn sạch kỹ nữa đi. Con vặn nhỏ nước lại cho đỡ tốn nước nhé. Con bảo dạ vâng. Nhanh lên.